các bạn nghĩ Skid này đã là dài nhất rồi sao? Hả? Hả? Lại, cho em diễn lại cái này, ok. Các bạn nghĩ Skid này là dài nhất rồi sao? Đó, rất là dài, rất là cao to và dài quá nào. Đấy, rồi. Thì xin giữ các bạn trong bạn nhân được mình. Mình qua đây thì hôm nay mình sẽ có Skid Crazy. Thì trước khi đồ chơi cũng như mình làm gì nhá. Trời ơi, mới chụp con cung ở đây rồi. Anh em nghĩ skin này ra dài đúng. Đúng, nó rất dài. Đúng là nó dài. Nhưng có con còn dài hơn, mặc dù video lần trước mình ghi là The Long Kid, tức là dài nhất. Đó, mình nghe chưa? Một con với khổng lồ với cả một cây gậy siêu dài. Chưa chắc là dài đâu. Chúng ta cùng đến với con này con ạ. Đây, đây là một con khổng lồ skin ra vài giờ. Nhưng nó lạ lắm. What is that? What is that? Còn non lắm con ạ, con này còn non á. Ui dài nè. Sao mà đỡ được, dài quá mà hình luôn con ạ. Đây mình xin ra đây chỉnh em xem này. Ui dài, dài gấp đôi. Vì mình chỉnh cái cốt được dài gấp đôi mà con. Ui dài. Với cái con này tuổi gì? Đấy mình kêu chưa? Ui dài, khinh. Khinh. Phải nói là sức mạnh của anh gọi là giáo băng đã không còn nhiều như ngày xưa nữa. Ngày xưa anh giáo băng anh còn là kẻ có cây gậy dài nhất, to nhất, khỏe nhất. Nhưng bây giờ anh đã trở thành kẻ ngắn hơn một thằng khác. Đấy, cũng nó đội đầu khủng long, nó cũng có sừng nhưng nó ba sừng, anh có một sừng rồi. Thế nên là anh non hơn đúng rồi. Anh em đã thấy cái gì chưa? Anh em đã thấy cái gì chưa? Đây là sức mạnh của quái vật khủng long mà là đấy. Mai kia khủng long sẽ tự tiến hóa và cũng như này quan ạ. Đấy, khủng long tiến hóa cũng như này sẽ cầm một cái gậy siêu to siêu khổng lồ quan ạ. Sắp tới thì khả năng là sẽ có skin khổng lồ tiếp quan ạ. Skin khổng lồ siêu cấp với một đồ tay tận quan ạ. Mày ơi mày, mày solo kill mày. Mỗi tội là to nhưng mà gậy dài, nhưng mà đam đến nó không có quan ạ. Mình có thể làm cho nó dài gấp đôi cái này, gấp 3 lần, 4 lần như này nữa bạn ạ. Đấy. Nhưng mà làm như thế anh em ngợp chết mất. Mình còn phải làm cho nó rộng nữa. Dài vào rộng để cho nó hình to, chứ nó không thể cứ dài dài nhảy mãi được bạn ạ. Đấy. Bao giờ mình học xong thì mình cho anh em xem nhá. Bao giờ mình có thời gian mình làm mình sẽ cho anh em xem. Đấy. Chứ lần này mình ngồi mình tìm hiểu làm lượng cho anh em hơi nhiều bạn ạ. Đấy. Em phải ấn subscribe, like, share, subscribe ủng hộ cho mình đúng không? Rồi. Như anh vẫn những người ở gần bên, như anh vẫn sẽ ở bên em và chờ em. Mưa rơi báo thức cho những người mình ngày đêm. Cái gì tình này con ơi nào. Gậy này mặc dù dài nhưng mà ta không tăng sát thương quá ạ. Nè. Rồi. Ok, let's go. Được rồi, đi thôi. Nào, tiếp theo con ơi. Cái này mình không phải mình chỉnh lạnh được con ạ. Mình chỉnh cốt. Đấy, mình không chỉnh lạnh, mình chỉnh cốt. Đấy. Nhưng mà chỉnh kiểu gì á? Tham lam. Quá tham lam. Ra xã hội làm ăn bươn chải chỉ có làm thì mới con. À, bao giờ mà mình gọi là gần đất xa trời ấy thì mình sẽ chuyển lại bí kíp này cho con mình chứ không chuyển lại cho ai cả. Đấy. Nếu như mà con mình có con và con mình làm YouTube ấy thì mình sẽ chuyển lại bí kíp này cho con mình. Đấy. Còn nếu như con mình không làm thì mình sẽ truyền lại, truyền đạt cho tất cả các anh em đang xem cái gì thứ này. Đấy. Đồng giả là như thế. Rồi xem nào. Nãy mình từng định làm cho cái bọn kiếm sĩ nó cây kiếm dài ra cơ, nhưng mà thế quái nó bị lỗi và nó bị lắc. Ừ, sợ vai này. Ok, như anh vẫn sẽ ở bên em và chờ em. Để rồi, mục đích mình vào cái này anh em. Đố em biết mình đang định làm gì. Bóng ai đó nhẹ nhàng phụt qua nơi đây là bóng ai đó vội vàng. Cái gì đây? What is that? What the f*** is that? Ok, xem nào. Không ngờ team bạn là những con lava. Rất là nguy hiểm bạn ơi. Team bạn là những con lava cực kỳ là nguy hiểm. Không ngờ team bạn còn có một giáo lava vàng siêu cấp VIP Pro. Không thể để như thế được. Không, chúng ta cần một người anh hùng cứu thế. Và anh ta đã xuất hiện. Nhưng lại đáng tiếc quá loa. Ok con ơi nào. Ok, đợt này thay vì chơi hack thì mình sẽ
chơi thử bình thường chẳng thế nào, xem mình có thể nào mà cả bước được mà nghe mình cũng chí sinh tồn đến xây uya đi bên đồng đội hai ba sông và tài năng vẫn còn đấy thôi, install luôn cho chất bạn ạ. Đây, đây. Tất nhiên là mình sẽ nâng cho con kiếm rồi này. Ok rồi. Người có một ngày bên nhau nữa tôi không thấy đâu, ai như tôi không bấy lâu. Ok, mình sẽ nâng con này tăng máu đi con ơi. Rồi, tăng sức mạnh con cung đi. Rồi, được rồi. Sống sót cho đến khi hoàng hôn. Rồi, game này dễ quá. Game này dễ quá bạn ơi. Ôi trời, siêu anh hùng. Nhưng lấy làm tiêu quả loài linh tinh, không thể nào mà cảm ơn được bước nước mang em mình. Vậy chi sinh tồn đây là mình đang tập chỉnh đấy bạn ạ. Đấy, con này do mình đang tập chỉnh nhà nó thế bạn ạ. Đấy, nó bị hơi lỗi thì không sao. Đây, lần này mẹ có một anh gian khổng lồ mẹ cầm cây gậy siêu cấp vô địch con ạ. Em nghe chưa, nghe chưa. Đấy, nó nào cầm khổng lồ nào nó cầm cây gậy mẹ dài ngoằng ngoằng upala marala u mày ôi mình được một đập của mình khỏe như này sao mà đỡ được đúng không. Rồi thôi đùa đây con ơi, mục đích của mình là mình muốn tìm một cái bàn có băng, bạn là cái bàn có con băng nhưng mà mình không thấy. Rồi chờ em nhưng anh vẫn sẽ ở bên em và chờ anh, mưa giông báo tôi bao tôi chẳng quan tâm đến ngày đêm cái si tình. Ok bạn ơi, không ăn nữa, không ăn nữa, không ăn nữa nhá. Đùa tha đâu giật ta ơ động đất à, không phải nhưng mà băng đâu, con băng đâu, đồ băng đâu, toàn phở lên này, bắt đầu với không vàng à. Ok, toàn đồ băng này, what is that, what is that, toàn đồ băng luôn bạn ạ, không có đồ gì xịn sò cả. Ồ, mình biết cái bàn này bạn ạ, bàn này kiểu gì cũng xuất hiện một con này. Đây, Lavins, lady and gentleman, xin kính chào quý vị. Mình sẽ tăng bước sức mạnh các bạn ạ. Ura 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 ra 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 trời nhanh, từ đam nhiều quá. Trời nhanh, nhưng anh vẫn sẽ ở bên em và chờ em. Mưa giông báo tôi chứ, quan tâm đến ngày đêm. Cái sĩ tình, không hát được con ơi nào. Ok chưa, bánh mì của tôi dài hơn bánh mì của bạn. Sao mà đỡ được, đúng không? Sao mà đỡ được, ui giời, với cái cây bánh mì siêu cấp dài VIP Pro này thì bạn không có đủ level để nói chuyện mình. Rồi, mình sẽ phang thẳng cái bánh mì vào cho nó. Đây. Ôi, ui rồi, ui rồi, sao mà đỡ được? Đấy, tính cả rồi, có đời nào? Mày cho trời, cho tim bạn con gian đâu? Con gian chúng mày đâu? Gian chúng mày đâu? Bóp luôn này, leader luôn này. Ok, mình sẽ cho đấu với tất cả unit à đây rồi. Gian bóp lava mày. Đây, solo kill nào, solo kill. Wow. Đây, solo kill, ui giời, gậy của chú to thôi. Chứ còn à? Dài và khỏe thì không như anh đâu. Mày ơi, đập xịt được con ơi. Không sao, không sao. Mày, ui một đập không hiểu à. Hai đập này, không nghe. Ba đập này, bốn đập này. Rồi, một đập này. Mày á, mày hết thốt. Sao mà đỡ được. Ok, có lẽ chúng ta nên quay trở lại với series. Có lẽ chúng ta nên trở lại với series 1 VS với tất cả. Ok. Nào, lần này chúng ta sẽ có khoan, dừng khoảng chừng 2 giây rồi. Để mình lại cho đi bạn ạ. Chúng ta sẽ có gian khổng lồ Titan. Đấy. Đấy. Với một cây gậy siêu dài sẽ đấu với tất cả, đó chính là đấu với Spartan Gun. Nhưng nên đang tiêu qua lò linh tinh không thể nào mà cần mới được bước được mà. Với mình quay chi si tốt đèn cháy bùi giá đi bên đông đội hai ba sông phá tài năng vẫn còn đây, còn băng là con thầy đóng góp cho tương lai support Việt Nam. Boom boom, quá ghê gớm bạn ạ. Mình chỉ đứng đây để hiến mạng chúng nó bạn ạ. Nào,
Mình sẽ dùng cái này để hiến mạng cho chúng nó các bạn ạ. Đây, được chưa? Rồi. Mình sẽ muốn dùng cái này để hiến mạng cho chúng nó. Thầy, ok, tôi biết rồi. Khó quá. Đây, đây, mình sẽ dùng cái này hiến mạng các bạn ạ. Ở đây. Lady and gentleman. Ok, mấy em còn này dén rồi thì nói đi cưng. Cái thế nhở. Có thế mà cũng phải dén các bạn ạ. Rồi. Mình không muốn bọn này giúp con... giúp con khổng lồ của mình một tí nào rồi. Như vậy, Smithson đã xong rồi. Lần này sẽ đối đầu với cả gian thường cho team bạn gian luôn này. Nhưng Lady đang tiêu quả là linh tính không thế nào mà cản bữa đứa bước đâu. Mà đi, đánh đi. Đúng rồi, đánh nữa đi. Sao lại không nhỉ? À, mày giải một đống gian đúng không? Không qua đâu. Em còn phải học bài. Ui 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 giời ơi. Ui giời ơi. Còn nhiều máu lắm bạn ạ. Tha hồ mà đánh. Rồi, như vậy đánh bạn gian rồi bạn ơi. Này sẽ đánh bạn zombie tank leader. Con này cực kỳ là trâu chó các bạn ạ. Máu trâu dai như mì tôm vậy. Con á lộn nhầm. Dai như kẹo kéo vậy. Xem liệu binh đoàn gian leader thì có thể làm một cán bước được. Tank zombie tank leader có thể cán bước được gọi là Titan khổng lồ siêu cấp VIP pro các bạn ạ. Đấy. Titan đấy, khổng được gọi là khổng lồ với cây gậy siêu dài con ạ. Đấy. With weapon siêu dài. Nhưng mà không sao, không sao. Mạnh 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 mày. Mày 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 ghê chưa đấy. Sơn skin nó mạnh hẳn ra đấy. Ok. Nôm na ra là cung manh. Đấy đây người ta cung manh bạn ạ. Rồi. Tiếp theo đối đầu với Jastone thì một đống Jastone luôn. Rén rồi thì nói đi cưng. Ok lần này thì mình sẽ điều khiển. Nhưng mà sức mạnh thì sẽ tăng gấp đôi bạn ạ. Bởi vì mình điều khiển thì mình đánh chậm hơn. Và nên là sức mạnh phải tăng gấp đôi chứ đúng không? Ừ. Sao lại không nhỉ? Ok. Ao nhây mình sẽ dùng khổng lồ né chiêu mặc dù anh to xác nhưng anh không ai bị ao nhây. Ơ cơ mày ra bắn chuôi rồi mày mười nghìn đam bạn ạ. Quá ghê gớm. Mình điều khiển thì con này nó sẽ không được đánh nhanh được bạn ạ. Một dâm quá là easy. Ui giời một đập này mày á mày 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 hết thọt láo hả mày. Ok quá dễ cài lại đồ đầu ra solo kill luôn ạ. Ba bốn cái đây được. Quẩn ngon lắm. Quẩn ngon lắm bạn ơi. Xem liệu một đống Kaider thì có thể là ăn được gọi là The Long Long Weapon. Đấy Long Weapon gian bạn ạ. Ui, cũng chỉ một vả thôi. Cũng chỉ một vả đấy bạn ơi. Gian leader, gian leader. Đá đấy lúc gian leader xuất trận đấy bạn ơi. Xem anh gian leader của anh như thế nào nào. Ok để xem liệu gian leader có thể đánh bại được gọi là The Long. Gọi là Long 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 Weapon. Ui một vả nói không nghe một vả. Ui một tập bay máu luôn bạn ơi. Vừa tròn đạn đấu với gian bot luôn. Đâu gian bot luôn bạn ạ. Đấy một vả luôn bạn ạ. Xem nào xem lại được một vả nữa nào. Nói không nghe một vả. Ui trời ơi cũng chỉ một vả thôi. Trời ơi. Chỉ một vả thôi. Em nhá. Ok xem nào. Gian stone. Gian stone luôn đấy. Tổng hợp tất cả những con mạnh nhất ở đáy sau. À nhầm. À em biết gì đâu. Em biết gì đâu. Em biết gì đâu mà. Em biết gì đâu. Không phải đáy sau. Qua lại tổng hợp những con mạnh nhất ở trên cái thế gian này rồi đấy nhá. Cũng dẫm nhưng mà nó lạ lắm con ạ. Double kill. Double kill. Ngoại rơi. Ngoại rơi. Rồi sao thế quái nào. Mẹ cái gậy của mình dài như này mà. Em biết chưa. Gậy rất là dài luôn mà đập nó không có tới mày đây nhá. Ơ gá xem toàn cầm cái con ghê đập nhẹ. Ơ ô mực lắm ấy ạ. Ơ cái gậy đập đâu đập anh cho nào. Ơ không mình sẽ bấm bơi về đấy mà. Rồi ý giời. Nhưng mà thôi chắc clip của bên này kết thúc bạn này mà like mình sẽ kết nha. Thôi tạm biệt tất cả các bạn.